Sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 6 năm 2022-2027. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã cùng tăng ni Phật tử Đà Nẵng thực hiện được nhiều Phật sự trọng đại và khởi sắc như tổ chức thành công Đại giới đàn Tôn Thắng năm 2018, Đại lễ Phật đản Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2019, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời công tác hoằng pháp, tu học và các hoạt động Phật sự đều được duy trì nề nếp, thực hiện phương châm tốt đời đẹp đạo. Đặc biệt, công tác từ thiện an sinh xã hội là công tác trọng tâm của giáo hội. Trong 5 năm qua, giáo hội đã vận động được hơn 151 tỷ đồng để phục vụ cho công tác từ thiện. Thực hiện chương trình nồi cháo tình thương, cơm miễn phí được duy trì hàng ngày tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Xây dựng 80 ngôi nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, đóng góp vào các quỹ công ích xã hội. Nhiệm vụ năm 2022-2027, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp tục vận động các chư tăng, Phật tử nâng cao đạo pháp, phối hợp tổ chức các đại lễ Phật giáo, lễ hội văn hóa truyền thống với các chủ đề liên quan đến Phật giáo và dân tộc, tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục, cải hướng đối với những người nghiện ma túy. Tại đại hội, nhiều hòa thượng, tăng ni, Phật tử có thành tích xuất sắc trong thời gian qua được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố trao tặng bằng khen.